Để chọn một cái đàn piano phù hợp với mức lương của mình, các bạn cần cân nhắc những gì? Đầu tiên đó chính là xác định ngân sách, xem xét nhiều yếu tố khác nhau để đảm bảo rằng bạn sẽ có một cái đàn chất lượng với mức giá hợp lý nhất. Thứ hai, chọn loại đàn phù hợp. Bạn có thể tìm kiếm các cây piano điện vì mức giá dễ tiếp cận hơn một cây piano cơ truyền thống. Piano điện thường rẻ hơn, dễ bảo trì và phù hợp với người mới học hoặc không gian nhỏ. Thứ ba, xác định nhu cầu và mục đích sử dụng. Nếu bạn là người mới, một cây piano điện sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Nó cung cấp đủ chức năng và âm thanh cho việc luyện tập. Thứ tư, tham khảo đánh giá và lời khuyên, tìm hiểu về các thương hiệu và mẫu đàn phổ biến, đến trực tiếp các cửa hàng để thử đàn và được tư vấn trực tiếp, và cuối cùng mua hàng tại nơi uy tín. Chọn mua đàn ở các cửa hàng có uy tín, cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt, chính sách bảo hành rõ ràng, và Minh Phụng Music sẽ là nơi đáp ứng đầy đủ các yếu tố đó cho bạn. Hôm nay hãy theo chân mình đi bàn giao cái đàn Custman cả một Bluetooth cho em gái dễ thương ở Hóc Môn. Nào cùng nhau bắt đầu video nhé. Xe đang chậm chậm tiến vào nhà khách. Đàn đã được đưa vào nhà khách rồi. Cùng team Minh Phụng lắp đàn nhé các bạn. Từng bộ phận của chân đàn đã được lấy ra, lắp hai chân vào bộ ba pedal. Sau khi đã hoàn thành, lắp tấm chắn sau vào chân đàn với pedal vừa mới lắp, và cuối cùng là lắp thân đàn vào chân đàn và cố định bằng ốc dưới thân đàn. Đàn đã được team lắp xong. Đưa đàn vào vị trí phù hợp nhất trong căn nhà của em nào các bạn. Cái S1 Bluetooth khoác lên mình màu đen mạnh mẽ, thiết kế cổ điển nhưng vô cùng hiện đại và tinh tế. Ngoài ra đàn còn có hai màu nâu gỗ và trắng ngà để cho các bạn lựa chọn phù hợp với mọi loại không gian. Giá sách nhạc thiết kế to với khóa cố định chắc chắn giúp cho các bạn dễ dàng để được những quyển sách nhạc nặng hoặc iPad. Logo Custman màu trắng tạo thêm điểm nhấn cho cái đàn. Bộ ba pedal màu bạc đầy châu chuốt. Còn các chức năng ấn tượng trên Custman cả một Bluetooth là gì? Tìm hiểu với mình nhé. Đàn có 88 phím được trang bị công nghệ Radiant Hammer Action với 5 cấp độ cảm ứng lực, mang lại cảm giác chân thật như trên một cây piano cơ. 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Được trang bị hai cổng phone vô cùng tiện lợi, dễ dàng kết nối với tai nghe và cả suốt ra loa. Kết nối không dây với các học nhạc như Perfect Piano, Flow Key bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn, giúp tiết kiệm chi phí. Cổng USB kết nối máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, thuận tiện cho việc truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Sở hữu nhiều chức năng hiện đại như metronome đếm nhịp, Trinova chia bàn phím, transpose tăng giảm tông, và đặc biệt tất cả các chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ ba pedal, Certain, Certain Noodle và Shop, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Với hai loa công suất 25W dưới thân đàn, mang lại chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định. Khi mua Custman cả một Bluetooth tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Đây là lúc em tiến hành bốc siêu. Đầu tiên là siêu đàn, tiếp theo là siêu phím. Team đang tiến hành test đàn lần cuối cho em. Sau đó bạn nhân viên hướng dẫn hai anh em về cách sử dụng các app học nhạc thông qua chức năng Bluetooth MIDI để giúp em dễ dàng hơn cho việc học đàn. Vậy là buổi bàn giao cây piano điện Custman cả một Bluetooth đến với khách hàng tại Hóc Môn đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé các hệ thống showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.